Hold near reader. Hello, lại Moon đây và chào mừng mọi người quay trở lại với Sweet Me. Mình thấy mọi người hỏi mình khá nhiều nên mình quyết định là sẽ làm một video chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm xương máu đúc kết được trong 21 năm cuộc đời của mình về chặng đường tiêu diệt mụn lưng nhé. Thứ cực kỳ quan trọng mà mình thấy mọi người gần như là bỏ qua đấy chính là tẩy da chết. Khi mà da đã được sạch sâu từ trong lỗ chân lông ấy thì những cái vấn đề về da nó cũng sẽ được khắc phục hoàn toàn. Mình thấy là mình đã dùng qua rất nhiều loại tẩy da chết rồi. Và tẩy da chết nào thì kể cả là đắt hay rẻ thì cái mà nó mang lại sẽ chỉ dừng lại ở cái việc làm da của mình mềm này, và nó sẽ làm sạch lỗ chân lông. Thế nhưng mà để mà có thể điều trị được mụn hoàn toàn này, hay là những cái vấn đề ví dụ như là muốn làm trắng da này, thì tất nhiên nó sẽ không chỉ dừng lại tẩy da chết. Thế nên là mình nghĩ là cái bước tẩy da chết ấy mọi người nên có, nhưng không nên đầu tư quá nhiều tiền vào cái bước đấy, bởi vì nó sẽ chỉ là một bước hỗ trợ cho những cái bước sau thôi. Body cũng như da mặt thôi, nếu mà mọi người đã làm sạch sâu đến thế rồi mà mọi người không dưỡng ẩm thì cái da body mọi người nó cũng sẽ khô ráp này, nó cũng sẽ tạo môi trường để cho mụn phát triển thôi, nó cũng như da mặt thôi à. Thế nên là sau khi mà tẩy da chết thì mọi người nhớ là phải dưỡng da toàn thân. Và đặc biệt đối với những bạn nào mà đang có vấn đề về mụn thì mọi người sẽ cần một cái loại dưỡng dành riêng cho da mụn. Thì đây chính là cái loại mà gần đây mình hay dùng này. Cái này đến từ Hark Angel Liquid này. Brand này thì nó khá là nổi tiếng trong những cái sản phẩm dưỡng trắng da. Nếu mọi người xem video của mình nhiều thì mọi người cũng biết là mặc dù da của mình ngăm thật nhưng mà mình cũng không có nhu cầu muốn làm trắng da lắm. Thế nên những cái sản phẩm làm trắng da của Angel Liquid thì mình chưa có dùng qua. Nhưng mà đây là một sản phẩm mà mình thấy mọi người thực sự nên tham khảo thử. Bên trong cái hộp của nó sẽ như thế này. Và cái vỏ xỉ của nó mọi người nhìn này. À, nó xịt khá là mạnh. Bình thường mọi người bôi đằng sau lưng thì mọi người sẽ gặp vấn đề khó khăn, bởi vì kiểu khó mà với tay đằng sau để bôi cho nó đều ấy. Thì bởi vì cái vòi xịt này nó khá là mạnh, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể tự xịt được ở đằng sau lưng. Cảm giác khi mà xịt lên xong ấy thì da của mình nó kiểu khô lại ngay và nó thấm khá là nhanh. Mọi người biết là khi mà da bị mụn thì không chỉ là mặt đâu mà ngay cả da ở dưới body thì nó cũng khá là nhạy cảm. Thế nên những cái sản phẩm mà mình chọn thì mình đều sẽ chú trọng vào cái độ nhẹ dịu của nó ấy. Và bởi vì mọi người biết là Angel Liquid thì nó là một thương hiệu dược mỹ phẩm và nó tập trung vào dưỡng trắng số 1 ở Hàn Quốc rồi. Thế nên là mặc dù nó là một sản phẩm trị mụn, thế nhưng mà bên cạnh đấy thì nó vẫn có những cái thành phần để có thể trị thâm. Bởi vì khi mà da của mình bị mụn thì bất kể là ở phía bộ phận da nào đi chăng nữa thì nó vẫn đều có thể để lại vết thâm ấy. Nên là một sản phẩm trị mụn mà mình cảm thấy tối ưu nhất đấy là sản phẩm mà nó có thể tích hợp được cả trị mụn này và điều trị vết thâm. Ngoài ra thì ở trong cái bảng thành phần này nó còn có pentanin salicylate. Mình không biết là mình có đọc đúng cái tên thành phần không, mình sẽ để tên để nó ở đây nhá. Sợ mình rất dốt trong việc đọc cái bảng thành phần. Thế nhưng đại khái ấy, thì mình có lên trên mạng mà mình tra được. Thì cái thành phần đấy ấy, nó cũng tương tự như là PHA. Mà nếu mà mọi người trị mụn thì chắc là mọi người không lạ với PHA rồi đúng không? Ưu điểm của cái hoạt chất này ấy là nó cũng có khả năng kháng khuẩn và tẩy tế bào chết. Thế nhưng mà nó sẽ nhẹ dịu hơn so với BHA. BHA thì là một thành phần khá là tuyệt vời. Thế nhưng không biết mọi người như thế nào, nhưng bản thân mình mà dùng BHA ấy thì kiểu ngay sau khi mà mình dùng thôi, mụn nó sẽ kích ứng rồi nó nổi mẩn, rồi nói chung là nó rất kinh khủng. Nên là đối với những bạn nào mà da nhạy cảm ấy thì mình nghĩ là cái hoạt chất này nó sẽ tốt hơn là BHA, bởi vì nó nhẹ dịu hơn ấy. Tất nhiên là đây là một sản phẩm trị mụn, thế nên là ở trong này thì nó cũng sẽ có những cái thành phần gọi là khắc tinh đối với làn da mụn rồi. Tiêu biểu nhất chính là rau má này, trà xanh này và chàm trà này. Đây là mụn của một thì tương lai bằng một sự ngu dốt nào đấy. Đây là đoạn sau của cái video mình đang quay lúc trước ấy, nó bị mất, thế nên bây giờ mình sẽ phải quay tiếp. Outfit mọi thứ nó sẽ khác một chút nên là mọi người thông cảm nhé. Thì đấy, còn một điều cuối cùng nữa mình muốn nói về cái em body mist này của Angel Liquid này, thì đấy là bởi vì cái mùi hương của nó rất thơm mọi người ạ. Chứ nó giống như kiểu cái mùi kẹo bạc hà ấy, nó vừa thơm, nó vừa man mát, xong nó kiểu có tí mùi ngọt ngọt ấy. Với body ấy thì mình sẽ thích mỹ phẩm của mình có mùi hương. Con gái mọi người, không phải con gái đâu, con trai cũng thế, ai cũng muốn kiểu body của mình lúc nào cũng có cái mùi thơm ấy. Nói chung chốt lại thì mình thấy là bạn nào mà đang có vấn đề về mụn lưng này hay là mụn trên body ấy thì mình nghĩ là mọi người nên tham khảo thử cái em sản phẩm này. Và link thông tin sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để mọi người có thể tham khảo thử nhá. Còn một cái điều nữa mặc dù hơi nhạy cảm nhưng mà nó cũng khá quan trọng hay là bắt buộc mình phải nói, đấy chính là cái vấn đề chọn nội y. Mình nghĩ là mọi người nên chú trọng vào cái phần chọn nội y. Thứ nhất là mọi người nên chọn những cái chất liệu mà nó thoáng mát, nó không làm bí. Nhất là khi mà mọi người mặc nội y, mọi người phải cảm thấy thoải mái. Bởi vì khi mà mọi người cảm thấy khó chịu ấy thì da của mọi người cũng sẽ cảm thấy khó chịu, và nó sẽ gây ra những cái vấn đề về da như là bị mụn này, rồi bị viêm lỗ chân lông này, rồi bị sần sùi. Mà ngay cả quần áo hay đồ ngủ, miễn sao mà kiểu nó là những cái thứ mà ôm sát vào body ấy, thì mọi người cũng nên chú trọng vào chất liệu. Bởi vì những cái chất liệu đấy chính là cái thứ mà tiếp xúc với cái da của mình nhiều nhất. Ví dụ như da mọi người bị mụn thì mọi người sẽ cần da lúc nào cũng được thông thoáng đúng không? Thì da body cũng thế, mọi người phải chọn cái chất liệu nào nó thông thoáng ấy thì da của mình nó mới thở được, như thế thì nó mới hạn chế những cái vấn đề về body ấy mọi người.
một vấn đề mà xảy ra thường ngày nhưng mà không ai để ý đến. Đấy là mọi người cần phải thường xuyên chăm thay chăn ga gối đệm mọi người ạ. Cái này nó không chỉ tốt cho body đâu mà nó còn tốt cả cho da mặt nữa, bởi vì chăn ga gối ấy là cái thứ mà hút bụi nhiều nhất. Khi mọi người đi ở ngoài đường về này, mọi người nằm trên giường, đấy chính là cái chỗ để lây lan vi khuẩn và bụi bẩn nhất này. Hoặc là kể cả khi mọi người không làm hành động đấy thì hàng ngày trong không khí lúc nào cũng có bụi, nhất là bạn nào mà ở Hà Nội, những cái thành phố lớn như ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh, thay chăn ga gối thường xuyên ít nhất là một tuần một lần. Hoặc là nếu như mà bạn nào mà kiểu quá bận không thể nào mà thường xuyên thay giặt chăn ga gối được ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên sắm một cái máy hút bụi. Ví dụ ở đây mình có một cái máy, ui trời ơi, rất to như thế này đó. Cái này mình mua ở trên Shopee, cái này là máy chuyên để hút bụi cho chăn ga gối này. Thế này mình mua là khoảng tầm 5 lít, nhưng mà trên Shopee nó cũng có nhiều giá lắm, 300, tầm 300 cũng có. Đấy, thế này là mình nghĩ là mọi người nên đầu tư một cái này để nó có thể hút được những cái bụi mịn ở trên chăn ga gối ấy. Khi mà mọi người hút, dùng cái máy để hút, mọi người mới biết là ở trên chăn ga gối của mình nó chứa bao nhiêu bụi mọi người ạ. Thì nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link ở dưới luôn. Cái này thì không phải quảng cáo đâu nha. Cuối cùng, đấy là giữ cho tinh thần lúc nào cũng luôn vui vẻ, lạc quan và đừng stress nha mọi người. Mình biết là nhất là cái đợt dịp cuối năm này thì kiểu có nhiều việc lu bu, mọi người sẽ dễ bị stress ấy. Ngay cả bản thân mình thì đợt này kiểu cũng bận rộn nhiều ấy, thế là kiểu cũng bắt đầu bị stress dần đấy mọi người nhìn này. Nó cũng bắt đầu lên mụn rồi, ở lưng nó cũng bắt đầu bị mẩn mẩn trở lại rồi. Đợt này mình đang phải, một ngày mình đang phải xịt mấy lần cái Embody Mist này để cho nó xẹp xuống ấy mọi người. Nói chung là stress ấy, nó không chỉ gây ra mụn ở mặt đâu mà nó còn gây ra mụn cả ở body rồi lưng. Nói chung là cứ stress nó sẽ lên mụn không cần biết là ở đâu cả. Càng về cuối năm mọi người càng phải giữ cho mình cái tinh thần lạc quan để còn sẵn sàng đón năm mới nhá. Tất cả những gì mình muốn nói trong cái video này thì chỉ có thế thôi. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người. Và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình. Và nhớ là phải ấn vào quả chuông để có nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mình ra video mới nhá. Và đừng quên follow Insta của mình để chúng mình có thể gặp được nhau thường xuyên hơn. Bye bye. If you love me, let me hear you say my name.